Cục thuế tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với các công ty giải pháp phần mềm tổ chức hội nghị triển khai chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế đối với các đơn vị sự nghiệp công lập và hộ cá nhân kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng. Chuyển đổi số là động lực phát triển kinh tế xã hội, góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp công lập và hộ kinh doanh cá thể trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế, đồng thời tạo điều kiện cho ngành thuế triển khai hiệu quả các giải pháp chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến. Qua triển khai kế hoạch chuyển đổi số, chuyển hóa cơ sở dữ liệu của ngành thuế, hội nghị đã thông tin giới thiệu phần mềm quản lý nguồn thu trực tuyến SSC được viết riêng theo yêu cầu từ các sở ngành địa phương đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, phần mềm bán hàng, phần mềm tính tiền cho doanh nghiệp tổ chức hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Hạn chế về cái ngân sách nhà nước thì các đơn vị sự nghiệp công lập cũng chưa thể trang bị cho mình những cái công nghệ tốt, những cái nền tảng lớn được so với ngân hàng hay là hải quan, so với thuế. Thì mình thấy là mình cần phải chung tay để mà xây dựng một cái nền tảng này mà nó giúp cho các đơn vị sự nghiệp công lập nó vận hành tốt hơn. Đấy, song song với đó thì cái hộ kinh doanh cá thể chúng tôi cũng nhìn thấy tương tự là một cái hộ kinh doanh gia đình ấy, thì ở cấp nhỏ lẻ chưa lên công ty thì người ta cũng chưa thể đầu tư cho cái công nghệ riêng được. Đấy, có thể là thuê công nghệ, mua công nghệ hay là từ một cái đơn vị cung cấp dịch vụ như chúng tôi. Thì chúng tôi thấy là cái việc này nên làm. Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh hàng hóa dịch vụ có trách nhiệm lựa chọn phương án sử dụng hóa đơn điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử được cơ quan thuế công nhận, lập và phát hành, truyền, nhận, lưu trữ hóa đơn điện tử theo quy định của pháp luật. Đối với ngành thuế, cần tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế theo kế hoạch chuyển đổi số của tỉnh, phối hợp chặt chẽ với công an tỉnh trong thực hiện đề án 6, đảm bảo cơ sở dữ liệu, nhất là an toàn an ninh thông tin cá nhân và nhiều nhiệm vụ trọng tâm khác. Tiếp tục triển khai các giải pháp tuyên truyền, hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho người nộp thuế thông qua các kênh truyền thông chính thức và các buổi tập huấn, hội nghị. 3. Các sở, ban ngành, các đơn vị địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với cục thuế tỉnh để thực hiện chuyển đổi số, thực hiện công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu thuế và góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của cấp tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ban ngành, các đơn vị địa phương liên quan phối hợp với cục thuế tỉnh thực hiện chuyển đổi số, thực hiện công khai minh bạch, nâng cao hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu thuế, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.